Chúng ta không sợ người khác lừa gạt mình Người khác lừa gạt ta Sỉ nhục ta ức hiếp ta Thực ra bà nói Ta đều rất cung kính Mà cảm kích Đối với họ Niệm a di đà Phật rồi Hồi hướng cho họ Vì sao vậy? Vì đã tiêu nghiệp chướng cho ta Là việc tốt mà Họ tự mình tạo tội nghiệp Thay ta tiêu nghiệp chướng Họ thật sự là đã xả mình vì ta Họ là ân nhân của ta Bản thân họ không biết Ta thì rõ ràng tường tận Ta và họ không đi chung một con đường Họ đi đó là đường sáu nẻo luân hồi Là đi ba đường ác đạo Còn ta đi con đường nhất thừa Phật đạo không phải thanh danh Không phải duyên giác Cũng không phải Bồ Tát Đường ta đi là con đường thành Phật Hy vọng mọi người Có được sự nhận biết như vậy Tiền đồ của chúng ta là Một mảng quang minh Sáng lạ Nhất định không tham muốn Hưởng thụ danh danh lợi dưỡng Trong một đời này Phải đem nó xả bỏ Thật sạch sẽ Nguyện thứ 19 là Phát Bồ Đề Tâm Thực tế mà nói trong 48 nguyện Thì hai nguyện này quan trọng nhất Chúng ta ở trong ba bậc giảng sanh là Thượng Trung Hạ thì đều có câu này Phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19 Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18 Nếu bạn chỉ có nhất hướng chuyên niệm Mà không có phát bồ đề tâm Thì bạn không thể giảng sanh Cho nên Người niệm Phật rất nhiều Người được giảng sanh thì lại không nhiều Cái đạo lý này Chúng ta không thể không hiểu Chân tướng sự thật Đều bày ở trước mắt chúng ta Năm xưa Tôi học Phật ở Đại Trung Lão Sư Lý thường hay nhắc nhở chúng tôi Hiện tại Trong một dạng người niệm Phật Thật sự có thể giảng sanh Chỉ có hai ba người mà thôi Chỉ hai ba phần dạng mà thôi Vậy thì những người còn lại Thật sự là trong một dạng người Có hơn chín mươi người đều không thể giảng sanh Là hơn 9990 người không thể giảng sanh Nguyên nhân là gì? Là không có phát bồ đề tâm Bạn không có tương ưng Với bổ nguyện của A-di-đà Phật Nếu bạn không phát bồ đề tâm Vậy thì đến thế giới Tây Phương cực lạc là thế giới tây phương cực lạc thì không phải là nhất phật thừa thế giới bên đó là nhất phật thừa mà nói thì phát bồ đề tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì thế nào thì gọi là bồ đề tâm trong các kinh luận đã có nói rất nhiều cũng không dễ hiểu trong quán vô lượng thọ phật kinh đã nói chúng ta chí thành tâm thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm nói ba cái này vì sao bà bồ đề tâm là ba cái này ba cái nhưng thực tế là một cái thể của bồ đề tâm là chí thành tâm chí thành tâm khởi tác dụng. Cái tác dụng đó có cái đối với mình, có cái đối với người. Đối với chính mình là thâm tâm, đối với người thì là hồi hướng phát nguyện tâm. Cho nên thâm tâm cùng với hồi hướng phát nguyện tâm là tác dụng của Bồ đề tâm. Một cái là tác dụng đối với bản thân, một cái là tác dụng đối với người khác. Trên thực tế là một cái tâm Mà nói từ ba cái phương diện Nếu như cái này không dễ hiểu Chúng ta hãy xem lại Đại thừa khởi tính luận Trong đại thừa khởi tính luận Mãn Binh Bồ Tát đã nói với chúng ta về Bồ Đề Tâm Ngài nói là trực tâm Thâm tâm và đại bi tâm Chúng ta đem kinh và luận hợp lại mà xem Thì sẽ dễ dàng hiểu được cái ý nghĩa Trên luận thì nói là trực tâm Trên kinh thì nói chính là chí thành tâm Thâm tâm thì cũng giống như vậy Trên kinh nói hồi hướng phát nguyện tâm Chính là trên luận nói đại bi tâm Đại từ đại bi như vậy thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn Nhưng mà thâm tâm vẫn còn khá khó hiểu Rốt cuộc thì cái gì gọi là thâm tâm Thâm tâm là tự thọ dụng Bồ đề tâm khởi tác dụng là tự thọ dụng Cho nên năm xưa khi tôi còn ở Mỹ Đã đem cái bồ đề tâm này Viết thành năm điều gồm 10 chữ Hình như là Ở bên này Chân thành Chân thành chính là trí thành tâm Chính là trực tâm Thanh tịnh Bình đẳng chánh giác Chính là thâm tâm Như vậy thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn Từ bi tâm chính là hồi hướng phát nguyện tâm Là đối với người Còn đối với chính mình thì phải thanh tịnh bình đẳng chánh giác chúng ta khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm mà tương ưng với mười chữ này thì bạn đã thực sự phát bồ đề tâm đây là vô thượng bồ đề tâm cho nên nếu đã thực sự phát tâm thì trong một đời này nhất định sẽ sanh đến thế giới tây phương cực lạc nhất định sẽ được thân cận a di đà phật nếu quả nhiên bạn có cái nguyện vọng như vậy thì từ nay trở đi bạn sinh hoạt làm việc xử sự đối người tiếp vật thì bạn nhất định phải dùng chân tâm không thể lại dùng vọng tâm nữa có lẽ có người sẽ hỏi tôi dùng chân tâm đối đãi người người khác dùng vọng tâm đối với tôi vậy không phải tôi đã bị thiệt thòi lớn rồi hay sao vào lúc này thì bạn phải hỏi bạn muốn tiếp tục ở lại trong lục đạo luân hồi hay là muốn đến thế giới cực lạc đây nếu như là đến thế giới cực lạc Vậy thì bạn không dùng chân tâm thì không được rồi Ở thế giới cực lạc người người đều là dùng chân tâm Không có ai dùng vọng tâm Bạn vẫn còn không chịu dùng chân tâm Vẫn dùng cái tâm hư vọng Để xử sự đối người tiếp vật Thì bạn niệm Phật Hết cả cuộc đời này cũng không thể giảng sanh Bạn là người nằm trong số lượng Hơn 9.990 người Trong một dạng người đó Nếu bạn chịu dùng chân tâm vậy thì bạn nằm trong số hai ba người trong một dạng người đó cái đạo lý này các vị phải nên hiểu phải nên hiểu rõ cái chân tướng sự thật cho nên chúng ta chân thật phát tâm hành bồ tát đạo nhất định phải thấy được a di đà phật chúng ta không sợ người khác lừa gạt mình Người khác lừa gạt ta Sỉ nhục ta ức hiếp ta Thực ra bà nói Ta đều rất cung kính Mà cảm kích Đối với họ Niệm a di đà Phật rồi Hồi hướng cho họ Vì sao vậy Vì đã tiêu nghiệp chướng cho ta Là việc tốt mà Họ tự mình tạo tội nghiệp Thay ta tiêu nghiệp chướng Họ thật sự là Đã xả mình vì ta họ là ân nhân của ta bản thân họ không biết ta thì rõ ràng tường tận ta và họ không đi chung một con đường họ đi đó là đường sáu lẻo luân hồi là đi ba đường ác đạo còn ta đi con đường nhất thừa phật đạo không phải thanh danh không phải duyên giác cũng không phải bồ tát đường ta đi là con đường thành phật Hy vọng mọi người có được sự nhận biết như vậy Tiền đồ của chúng ta là một mảng quang minh, sáng lạ Nhất định không tham muốn Hưởng thụ danh văn lợi dưỡng trong một đời này Phải đem nó xả bỏ thật sạch sẽ Khi tôi rời khỏi Singapore đi đến Úc Châu để viết một bức đối liện Để khuyến khích chính mình Cũng là khuyến khích các đồng học chúng ta Đối liện này ghi là Xứ nghịch cảnh Tùy ác duyên Nghịch cảnh là hoàn cảnh của chúng ta không tốt Chỗ nào cũng đều là chướng ngại Hoàn cảnh nhân sự không tốt người hủy bán chúng ta rất nhiều người nhiễu điều sinh sự rất nhiều sống trong cái hoàn cảnh sống như vậy nhất định không có một niệm có tâm sân hận là vô sân hận nghiệp chướng tận tiêu có một niệm tâm sân hận Nghiệp chướng của bạn hiện tiền Kết quả đó là Kết kết quả oan oan tương báo Không bao giờ dứt Là không thể được rồi Cho nên ở phương diện này Nếu như chúng ta bị sự oan ức Sự hãm hại của người khác Thì lập tức phải nghĩ đến Thích ca mâu ni Phật khi xưa Tu nhẫn nhục ba la mật Đã gặp vua ca lợi chúng ta hãy nghĩ đến việc nhẫn nhục tiên nhân đã gặp vua ca lợi cái tai họa như vậy cũng có thể nhẫn chịu được mà không có một chút sân hận nào chúng ta phải học cũng không có một chút tâm muốn báo thù không có tâm sân hận thì nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn rồi không có một ý niệm muốn báo thù Thì giới điều Không sát sanh đã viên mãn Cho nên vua ca lợi Đã có công đức rất lớn Đã thành tựu cho người tu hành Hai sự việc lớn Cũng như là nói Bạn tu hành người ta đến khảo nghiệm bạn Thử thách khảo nghiệm bạn Xem công phu của bạn như thế nào Chúng ta có thể nói chỉ trong một chút Là đã bị người ta khảo đảo mất rồi Vậy thì xong rồi Vậy thì vẫn phải tiếp tục trong tam đầu lục đạo Nếu muốn không bị đánh rớt Ta hết thảy đều có thể nhận chịu Tiếp nhận một cách quan hỷ Không có sân hận Không có báo thù Trái lại còn cảm niệm ân đức cái sự khảo nghiệm này Biết được cái công phu Và cảnh giới tu học của bạn Cho nên đối với Nghịch cảnh ác duyên Chúng ta phải thật sự là Bội phần cảm kích Vì đã làm cho cảnh giới của mình Không ngừng nâng cao Câu đối kế tiếp là Sứ Thuận cảnh tùy thiền duyên hoàn cảnh tốt tất cả đều rất như ý thì vô tham si đáng sợ nhất là trong cảnh giới này bạn khởi cái tâm tham lên bạn bị cảnh giới mê hoặc vì thì bạn xong rồi nhất định phải không có tham không có ngu si phước huệ toàn hiện phước huệ liền hiện tiền Đây là chúng ta tự mình khuyến khích chính mình Cũng là khuyến khích hết thảy đồng học Dù trong thuần cảnh hay nghịch cảnh Cũng lìa tham sân si Tham sân si là tam độc Khởi tâm đồng niệm Nếu như tương ưng với tam độc phiền não Thì đây là tạo nghiệp Của súc sanh ngạ quỷ địa ngục Tương lai quả báo là ở trong tam độ cho nên nhất định là không thể được khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm chúng ta nhất định là không quản chuyện người khác nên quản cho tốt bản thân mình người khác có làm thế nào thì cũng không liên quan gì đến mình đó là việc của họ chúng ta thì nhất định tùy thuận theo giáo huấn của phật đà nhất định phải tùy thuận thập thiện phải tùy thuận tam quy y tam quy y là giác chánh tịnh phải tùy thuận lục độ Tùy thuận Bồ Đề Tâm Đại Bồ Đề Tâm Như vậy Một lòng xưng niệm Cầu sanh Tây Phương Thì không có một ai mà không giảng sanh Xưa kia Tổ sư Đại Đức đã nói Cái pháp môn này Dạng người tu dạng người đi Có thể tu học được như lý như pháp Thì người người đều giảng sanh cho nên nhất định phải tương ưng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi đặc biệt là tâm từ bi đối với những ai là đối với quan gia trái chủ bạn có thể từ bi đối với người hãm hại bạn thì bạn đối với tất cả chúng sanh cũng sẽ từ bi đối với tam đồ lục đạo chúng sanh địa ngục những người không từ diệt ác nào đều phải đại từ đại bi họ thật đáng thương ngu si đã tạo tác tội nghiệp nếu như họ có trí huệ thì họ tuyệt đối sẽ không tạo tội nghiệp cho nên chúng ta đối với người đối với tất cả chúng sanh hữu tình trong cách nhìn thì quan trọng nhất là phải khẳng định tánh bổn thiện chân tánh của tất cả mọi chúng sanh chân tánh là phật tánh tất cả chúng sanh đều có phật tánh phật tánh thì vốn thiện họ vì sao lại tạo ác bởi vì họ đã mê mất đi bổn tánh đã mê mất bổn tánh mà lại tùy thuận tập khí tập tính thì bất thiện phải nên biết cái đạo lý này cho nên phật nhìn tất cả chúng sanh đều là phật các ngài nhìn như thế nào nhìn bổn tánh cho nên tất cả chúng sanh đều đáng để cho ta tôn kính đều đáng để ta cúng dường Đều đáng để cho ta phụng sự Một cách toàn tâm toàn lực Đạo lý là chỗ này Phật nhìn là chính xác Phạm phu chúng ta nhìn người thì sai lệch mất rồi Không nhìn vào từ chính diện Mà nhìn từ phiến diện Không nhìn bổn tánh của họ Mà nhìn vào tập tánh Vậy thì sai rồi Phật Bồ Tát nhìn vào bổn tánh của tất cả chúng sanh, không nhìn tập tánh của họ. Cho nên tâm của các ngài chính diễn là tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đạo lý chính là chỗ này. Đây là điều mà chúng ta cần phải học tập. Đây là con đường để thành Phật. Hôm nay giảng cái câu A Duy Diệt Trí này A Duy Diệt Trí Ở trong Kinh Di Đà Thì nói là A Bệ Bạc Trí Bởi vì nó là dịch âm từ tiếng Phạn Âm dịch có các một chút Cho nên Đây là một sự diệt Một danh từ Cái ý nghĩa của nó là Cổ Đức nói Bất thoái chuyển Ư thành Phật chi đạo Chính là đi con đường thành Phật này Họ một mạch thẳng tiến Họ sẽ không bị thối lui trở lại A bề bạc trí là cái ý nghĩa như vậy Kinh tiểu bổn Thì dịch là A bề bạc trí Cổ đức có người là dịch từ trên kinh doanh a dịch là vô trong chữ a di đà phật từ đầu tiên cũng dịch là vô di đà dịch là lượng là vô lượng phật dịch là giác vì vậy ý nghĩa của chữ a di đà phật toàn bộ dịch ra từ tiếng vạn nghĩa là vô lượng giác phật có ý nghĩa là giác Phật ở trên Kinh Di Đà Đã nói với chúng ta Về cái ý nghĩa đó Một cái thì nói là vô lượng quan Một cái thì nói là vô lượng thọ Ý nghĩa của hai chữ này Đều rất hay Quan là quang minh Quang minh biến chiếu Chúng ta hiện nay thì nói là không gian Vô lượng không gian Thọ là nói thọ mạng Thọ mạng là thời gian Người hiện nay thì nói là Vô lượng thời không Ý nghĩa của chữ A-di-đà Phật Chính là vô lượng thời không Ở trong cái vô lượng thời không Đã bao gồm hết tất cả Không sót một thứ gì Cho nên cái danh hiệu này Thì ý nghĩa không thể nghĩ bàn. A bề bạc trí Thì bà trí dịch ra là thói chuyển A dịch là vô Là vô thói chuyển Cách giải thích này Của cổ nước Rất rõ ràng, rất minh bạch vô thói chuyển ư thành phật chi đạo cái ý nghĩa dịch này rất hay trong di đà yếu giải của ngẫu ích đại sư đã nói với chúng ta ba cái bất thối ở trong chữ a bề bạc trí có ba cái ý nghĩa chính là ba loại bất thối loại thứ nhất là vị bất thối chuyển phàm thành thánh sẽ không bị thối chuyển thành phàm phu đây là cái ý nghĩa cạn cợt nhất trong từ a duy việt trí hôm qua chúng ta đã bàn đến tu đà hoàng thì đã không thối chuyển rồi nếu bạn hỏi tại vì sao họ không thối chuyển trong cái kiến giải của họ không có sự sai lầm cũng chính là nói họ đối với thế xuất thế gian pháp đối với người đối với việc đối với vật cách nhìn của họ chính xác không có sai lầm cho nên họ không bị thoái chuyển chúng ta thì vì sao lại bị thoái chuyển vậy chúng ta đối với tất cả người sự vật sự việc thì cách nhìn đã sai rồi sai ở chỗ nào ở chỗ hành động theo cảm tính đều là tùy thuận theo tập khí viền não của chính mình, tùy thuận theo sự yêu ghét của chính mình. cái này thì tôi thích, cái kia thì tôi ghét, vậy thì không được rồi. ưa thích và chán ghét thì không có ở trong bổn tánh. ở trong bổn tánh thì không có yêu thương cũng không có chán ghét. việc này thì phải nên biết. cho nên Phật Bồ Tát Người tu hành tùy thuận pháp tánh Tùy thuận chân tánh Ở trong chân tánh Không có thất tình ngũ dục Phải hiểu cái đạo lý này Thất tình ngũ dục Tham sân si mạng Là từ trong Vô minh mà sanh ra Từ trong tâm thức Trong vọng tâm mà sinh ra chân tâm Thì không có sanh ra Ở trong chân tâm thì chỉ có chân thành Thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Cái này thì trong chân tâm có Ở trong vọng tâm Thì mới có phiền não tập khí Mới có yêu ghét Mới có tham sân si Việc này nhất định phải rõ ràng Phải minh bạch loại thứ hai là hạnh bất thối đây là nói hầu hết bồ tát đại thừa bồ tát đại thừa phát nguyện độ chúng sanh điều đầu tiên ở trong tứ hoàng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ các ngài nói được các ngài làm được nhất định là không có thói chuyển thành tiểu thừa tiểu thừa là tự độ mà không độ tha là chỉ tự lo cho chính mình họ không lo cho người khác những lời này phải nói cho rõ ràng không nói rõ ràng e rằng mọi người nghe sẽ hiểu lầm tiểu thừa có thật sự là không độ cho người khác sao họ cũng độ người Họ độ những người nào Tôi thấy anh vừa mắt thì tôi độ anh Thấy không vừa mắt thì tôi không độ Cho nên họ chưa có bồ đề tâm Cho nên có duyên với họ Thì họ sẽ độ bạn Không có duyên thì họ không độ bạn Giả lại bạn còn phải đi tìm họ Đi thịnh giáo với họ Họ mới dạy bạn bạn không đi tìm họ Họ sẽ không đến tìm bạn Việc này không giống với Bồ Tát Đại Thừa Bồ Tát Đại Thừa giáo hóa chúng sanh Không có yêu cầu điều kiện Dùng lời hiện nay để nói Đó là đa nguyên văn hóa Họ không phân biệt quốc tịch Không phân chủng tộc Cũng không phân tín ngưỡng Họ không có yêu cầu bất kỳ điều kiện gì Giả lại còn chủ động đến tìm bạn không nhất định bạn phải đi tìm họ họ sẽ đến tìm bạn đây là bồ tát đại thừa ở trong pháp đại thừa cũng thường nói phật không độ người không có duyên vậy thì phật có đi tìm những chúng sanh không có duyên đó để giúp đỡ họ để độ họ không phật sẽ đi tìm phật tìm như thế nào những người này không chịu nghe sự giáo huấn của phật đây chính là không có duyên với phật bạn phải hiểu cái ý nghĩa này thì bạn sẽ để tâm tỉ mỉ mà quan sát bạn tư duy hiện tại có rất nhiều người đã thọ tam quy đã thọ ngưỡng giới thậm chí là đã thọ tam đàn đại giới của người xuất gia họ có nghe theo sự giáo huấn của phật hay không không nghe vẫn có tùy thuận phiền não chính mình đó đều là người không có duyên người không có duyên nhưng phật cũng chăm lo cho họ vì thế phật chăm lo cho chúng sanh là bình đẳng còn chúng sanh có học phật hay không có nghe sự giáo huấn của phật hay không có y giáo phụng hành hay không đó chính là một người thì có duyên một người thì không có duyên người có duyên thì thật sự nghe thật sự tin thật sự y giáo phụng hành đây là người có duyên có duyên thì trong một đời này khẳng định sẽ thành tựu đây chính là nói có duyên thì được độ Không có duyên thì không thể được độ Cái nói như vậy của tôi Mọi người nghe sẽ dễ hiểu hơn Tuyệt đối không phải là nói Người không có duyên thì Phật không màng tới họ Không có gì Phật nào như vậy Có A-la-hán thì như vậy Chứ không có gì Phật nào như vậy Bồ Tát cũng không như vậy Bồ Tát đối với những người không có duyên Người không có chủng tánh Phật thì gieo cho họ chủng tử phật người có chủng tử phật rồi thì giúp họ tăng trưởng thêm đây đều là trong đời này không thể độ được họ nhưng đã tăng trưởng thêm giúp đỡ họ thành thục thành thục thì sẽ được độ chỗ này những điều mà tôi nói với các vị chúng ta ở trong cuộc sống công việc xử sự, sự đối người tiếp vật thì chúng ta dùng chân tâm nhất định tuân theo giáo huấn của phật đà chúng ta lấy tâm chân thành đối đãi người nhất định không có giả dối hư ngụy chúng ta lấy tâm thanh tịnh để tiếp vật nhất định không có ô nhiễm cái tâm thanh tịnh này chính là vừa mới nói ở trong nghịch cảnh ác duyên không khởi sân hận ở trong thuận cảnh thiền duyên không khởi tham si thì bạn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm sẽ không bị cảnh giới lay chuyển vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng bình đẳng chính là không có cao thấp tuyệt đối không có việc to hơn người khác người khác không bằng ta đây gọi là tâm cao thấp như vậy thì không bình đẳng rồi chân tâm là bình đẳng không những bình đẳng đối với tất cả người mà đối với tất cả động vật cũng bình đẳng đối với tất cả quỷ thần cũng bình đẳng hiện tại thế gian này rất loạn yêu ma quỷ quái rất nhiều phải nên biết quỷ thần dù là thiên thần Thiên thần thì vẫn là phàm phu Còn kém xa với Tu Đà Hoàng Tu Đà Hoàng Đã nhập vào hàng thánh nhân Thật sự là thánh nhân Thiên thần như Đại Phạm Thiên Dương Ma Hê Thủ La Thiên Dương Thì vẫn là phàm phu Vì này chúng ta phải hiểu được Phiền não tập khí của họ vẫn chưa đoạn được phẩm nào Không khác gì chúng ta Chỉ có điều là phước báo lớn hơn ta Họ sanh lên trời để hưởng thiên phước Do đó Họ tuy rằng có ngũ thông Ngũ thông có tác dụng gì? Tham sân si mạng chưa có đoạn trừ Danh dân lợi dưỡng chưa có đoạn dứt những thiên thần quỷ thần này hiện tại trên thế gian rất nhiều tôi gặp được cũng không ít nhất định không thể bị họ lừa gạt nếu bạn bị họ lừa gạt bạn bị mắc lừa rồi thì con đường của bạn là con đường của quỷ thần chứ không phải đi con đường của phật bồ tát trong đời tương lai của bạn sau khi chết rồi thì sẽ đi vào quỷ thần đạo thiệt thòi rất lớn bạn đi vào quỷ thần đạo quỷ thần sẽ xem thường bạn chúng ta đi là bồ tát đạo đi là phật đạo thì quỷ thần tôn kính bạn quỷ thần bảo hộ bạn đây là cái đạo lý nhất định cho nên có một số đồng học đến hỏi tôi vì sao vậy vì họ thường hay tiếp xúc với các nhà ngoại cảm trung quốc có nhà ngoại cảm ngoại quốc cũng có nhà ngoại cảm nước mỹ có mấy nhà ngoại cảm đã được quốc tế thừa nhận họ biết được rất nhiều việc mà người thế gian chúng ta không biết được nhưng mà họ không có phương pháp nào để giải quyết. đây chính là nói biết nói như vậy nhưng không biết vì sao lại như vậy. phương pháp để giải quyết vẫn là phải tìm ở trong phật môn. cho nên quỷ thần đến tìm tôi rất nhiều. tôi đã làm lễ tao quy y cho họ khi mà họ có vấn đề khó khăn thì tôi giúp họ giải quyết. Quả thật có rất nhiều quỷ thần cũng rất thông minh. Vừa nói với họ thì liền hiểu ngay, họ liền hiểu được. Cho nên nhất định không nên để cho quỷ thần lừa gạt. Người bị người lừa gạt thì còn chấp nhận được, bị quỷ thần lừa gạt thì không thể chấp nhận được rồi. Quá ngu si rồi. quỷ thần gặp chúng ta thì chúng ta còn phải dạy họ là khác chúng ta là thầy của họ những đạo lý và sự thật này đều nên thông đạt đều nên rõ ràng thế gian vẫn còn có một số người thông minh đã lợi dụng những người ngu si Người ngưu si rất nhiều Tin tưởng quỷ thần Khiếp sợ quỷ thần Thì liền cố tình Giả thần giả quỷ Để mà lừa gạt Những tín đồ thiện lương trong xã hội Mục đích là gì vậy? Mục đích là cầu danh văn lợi dưỡng cho bản thân mình Chúng ta không sợ người khác lừa gạt mình Người khác lừa gạt ta Sỉ nhục ta ức hiếp ta Thực ra bà nói Ta đều rất cung kính Mà cảm kích Đối với họ Niệm a di đà Phật rồi Hồi hướng cho họ Vì sao vậy? Vì đã tiêu nghiệp chướng cho ta Là việc tốt mà Họ tự mình tạo tội nghiệp Thay ta tiêu nghiệp chướng Họ thật sự là Đã xả mình vì ta Họ là ân nhân của ta Bản thân họ không biết Ta thì rõ ràng tường tận Ta và họ không đi chung một con đường Họ đi đó là đường sáu nẻo luân hồi Là đi ba đường ác đạo Còn ta đi con đường nhất thừa Phật đạo Không phải thanh danh Không phải duyên giác Cũng không phải Bồ Tát Đường ta đi là con đường thành Phật Hy vọng mọi người có được sự nhận biết như vậy Tiền đồ của chúng ta là một mảng quang minh, sáng lạ Nhất định không tham muốn Hưởng thụ danh văn lợi dưỡng trong một đời này Phải đem nó xả bỏ thật sạch sẽ